Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft chuyển sinh thành Slam. Hiện tại thì bộ giáp của mình sợ nó hỏng nhanh á, nên mình dùng tạm cái kỹ năng Body Armor mình mặc giáp đi ha. Khi nào mình farm đủ những cái con Armor Sauret, mình đã farm thêm được một chút rồi nè. Tầm 4 con này nữa kết hợp với số 7 ở nhà mình nghĩ là sẽ đủ để làm ra được một bộ giáp hoàn chỉnh rồi đó. Giờ thì tiến hành farm thôi. Và có một chuyện quan trọng hơn là kỹ năng Berserker của mình nó đã lên một cái tầm cao mới rồi. Bây giờ con này thì chỉ cần hai chặt thôi à, là nó đi luôn à. Rất là nhanh chóng á, và cái tốc độ đánh của mình nó cũng tăng lên đáng kể luôn. Mình đánh mà không thấy cái đường kiếm luôn nè. Ui, con này rơi ra 27 luôn. Hên, quá đã. Trên này còn một con nữa, farm nốt luôn. Đó, bây giờ nó còn không thèm đánh mình nè. Nó đánh mình cũng không có suy nhê lắm đâu, tại vì mình có kháng cự từ Berserker á. Nên bây giờ mình sẽ tiễn dòng nó. Ui, hình như nãy mình mới đánh lộn con gì á. Ui, nốt mình. À, mình giỡn nhây. Mình giỡn nhây nó chút mình làm gì căng. Giỡn nhây chút làm gì căng. Rồi, chính rồi. Chiến này là dư luôn rồi. Dư sức để là mình làm một bộ giáp bằng 7 của cái con Armor Sauret này. Hút hả? Nốt mình. Hút sao mà suy nhê được, mình có Berserker mà. Tắt đi, để cho đỡ tốn ma lực. Tại vì bật Berserker lên á, nó sẽ tiêu tốn rất là nhiều ma lực của mình luôn. Nên mình cần phải kiểu như là bật lúc cần thiết thôi. Ở đây có một bác thương nhân lang thang nè, dân làng lang thang. Không có đổi gì xịn hết. Kỳ quá bác ơi. Đổi đồ không có xịn gì trơn à. Ui, mình quýnh bác dân làng cái hai con lạc đà của bác ấy. Phun nước bọt mình nè. Mình phải dạy cho hai con này nó biết như thế nào là lễ độ mới được. Nó phun nước bọt nè. Cà kìa, sai người rồi cưng. Mình quýnh phát là sợ liền, không dám đụng vô mình liền. Hồi nãy mình thấy có cái con dơi bự bay ngang, nhưng mà mình quên mất là mình không hấp thụ được cái kỹ năng từ nó, vì mình không có gắn kỹ năng Predator vào. Mình sẽ gắn Predator vào để một xíu có gì mình gặp lại con dơi á, mình sẽ tiêu diệt nó để mình hấp thụ kỹ năng á. Và một điều quan trọng hơn là hôm qua mình có hấp thụ được từ cái con ọt thảm họa cái kỹ năng Gluttony này. Cái này nó rất là tiện nha. Ủa, hồi sớm mình test được mà ta. Cái kỹ năng này kích hoạt lên là mình giống như cái con ọt thảm họa đó, là mình ăn thịt luôn những cái con quái vật gần mình ha. Hình như là có thể hồi phục được giống như cái con ọt đó luôn. Rất là hay nè. Bùm, ăn thịt mất tiêu cái con nhện luôn. Hơi bị dữ đó. Ủa vậy là hồi nãy mình gắn kỹ năng nào vô ta? Mình gắn vô một phát mình đập. Nè. Bây giờ được rồi nè. Thấy chưa? Thường thường mình đập một phát là cục đất này phải một lúc mới gớt ra đúng không? Còn giờ đụng vô một cái nè, cục đất vô người mình luôn. Quá dữ luôn. Bây giờ khi mà mình muốn đi tìm kim cương đúng không, là mình chỉ cần đi xuống dưới như vậy thôi. Ui, hết rồi. Ủa? Ui, tay không mới được nha. Tay không thì mình mới sử dụng được. Đi mai mà không cần dùng cúp luôn nè. Mình sẽ thử dẫn mai luôn nha. Lần đầu làm chuyện ấy, đi mai bằng tay không. Không biết mình đập cái khối kim cương á, nó có rơi ra không nữa. Mình coi tầng mấy rồi. Hiện tại tầng 34 rồi. Mình sẽ đi sâu xuống một xíu nữa. Ảo ma thiệt luôn á. 20 rồi nè. Ui, có ngọc lục bảo. Ui, mình đập một phát một là ra cái quặng luôn, giống như là mình có dòng mềm mại vậy. Xinh thiệt. Rồi, tầng 11 rồi nè. Cùng mình đi tìm kim cương thôi nào. Quặng bạc đúng không? Đụng vô là bể liền. Đi tìm kim cương như vậy thì hơi bị nhanh luôn á. Cái này mình hơi mệt một chỗ là mình đập hơi nhiều thôi. Đập nè. Ấy. Ủa, hình như nó không cho phép mình đập khoáng sản. Ủa, nãy mình đập được ngọc lục bảo mà sao không cho đào đập redstone ta? Lạ thiệt ha. Ngọc lục bảo mình đập một phát bể luôn, mà redstone mình không đập được. Thử với kim cương coi.
Long An có kim cương không? Bây giờ mình không có sợ lửa nữa rồi, nên mình băng qua hồ lava thoải mái. Xác thử xem. Xác được nè. Xác thì được, bạc thì được, mà redstone thì không. Kỳ lạ thiệt. Nè, ngọc lục bảo tiếp. Đấy, đập một cái là bể luôn này. Lạ vậy. Mình băng qua cái hồ lava này coi. Tầm này mình hấp thụ được khá là nhiều kỹ năng tốt rồi, nên cái công cuộc sinh tồn của mình nó đã dễ dàng hơn. Mình sẽ test thử đối với cái Magic Orb. Mình đập bằng tay không được luôn nè. Hay ghê. Thế nhưng mà than vẫn được luôn. Vàng cũng được. Mỗi redstone là không được ha. Cục redstone này, bình thường mình đã ít đào nó rồi, bây giờ nó không cho mình đào nữa thì mình nghỉ đào luôn. Mình cũng đâu có cần tới nó đâu. Mình chỉ hơi thắc mắc là tại sao không đào được thôi. Bây giờ mình sẽ thử trên ngọc Lily. Vẫn được. Như vậy là kỹ năng Glutony này á, nó có thể cho phép mình đập được hầu hết tất cả các block á, trừ một số thôi, trong đó có đá đỏ. Ồ, đi rồi, kim cương đi rồi. Mình sẽ test thử đối với kim cương thì sao. Hơi hồi hộp nha. Được luôn. Kỹ năng cực kỳ bá đạo luôn. Quá dữ. Mình sẽ trang bị lại kỹ năng Body Armor để mình mặc giáp vô cái đã. Để nhỡ một xíu mình có bị cà khịa thì mình còn có giáp để mình chống cự lại. Chứ không thôi là toàn á. Cái mặt Body Armor lên. Mà ở đây nó chỉ có cho mình một bằng kim cương hả? Trời ơi. Đúng nhỏ thiệt chứ. Mà thôi kệ, biết được một cái thông tin nữa là mình hoàn toàn có thể đập được kim cương bằng tay không nha, khi mà gắn cái kỹ năng Glutony. Rất là hữu ích luôn. Dưới này coi còn kim cương không. Ừ, như này hết rồi. Ok, đi mai bằng tay không tới đây là đủ rồi nha. Nãy giờ dùng tay không đập hơi nhiều block rồi đó. Chắc tới lúc để mình đi lên, để mình tiếp tục hành trình đi khám phá nè. Tiếp tục hành trình thôi nào. Nãy giờ nghịch đủ rồi. Trở lại với công cuộc khám phá ha. Trên vùng đồng bằng thì lúc trước mình thấy không có nhiều quái vật. À, đằng kia có con nhện. Mình sẽ thử mình bật Berserker lên. Ê, quên, chưa gắn Berserker lên mà. Bây giờ Berserker là một kỹ năng thiết yếu của mình rồi, nên mình bắt buộc lúc nào mình cũng phải kiểu như là thủ sẵn mới được. Rồi, kích hoạt Berserker lên. Mình sẽ đánh con này. 1, 2, 3. Vẫn mất 3 hit thì mới có thể tiêu diệt được cái con nhện đó. Tính ra con nhện nó khá là trâu nha. Mình sẽ tắt Berserker đi. Ui, cái con cá bé này mà hồi nãy nó mới xiên chết con cá to kìa. Điêu thật. Lúc trước mình từng bị mấy con này xiên và dí rất là nhiều trên biển. Mình sẽ trả thù nó. Mới được thôi. Ấy, ui nó yếu sẵn rồi. Chưa kịp test nữa để coi mất bao nhiêu lâu để mình tiêu diệt nó. Rồi đằng kia còn có con mãng xà nữa cơ. Lần này mình sẽ không cần phải dùng hơi thở tê liệt nữa. Lần trước nó dùng độc nó giết mình. Mình sẽ trả thù nó. 2 hit là chết. Và nó cho mình một cái kỹ năng mới. Đó chính là hơi thở độc hay sao kìa. Mới học được luôn. Được ý ta. Test thử coi. Hơi thở độc. Không biết là độc tố này nó có đủ để giết được một cái con zombie hay không nữa. Ví dụ mà giết được một con zombie là mình đánh giá là tương đối mạnh đấy. Tại vì máu của mình nó cũng xem con zombie hả. Và muốn tìm để test trên con zombie thì phải đợi ban đêm mới test được. Ê, rớt rồi. Oh no. Ây da. Hên là mình còn kích hoạt Berserker nên nhảy khá là cao luôn. Để coi khúc này còn con quái nào để mình test không. Xong nãy mà nãy giờ mình còn hiệu ứng của Berserker. Tính ra hiệu ứng mà Berserker duy trì được sau khi tắt á, nó cũng khá là lâu đấy chứ. Ủa, khúc này không có được con nào để mình test rồi. Chắc mình phải gắn kỹ năng gắn tơ nhện lại để mình đu qua bên kia cho nó dễ coi.
chứ đi bộ cũng hơi lâu ấy. Rồi, băng qua ngọn núi này, trên núi thì cũng rất là dễ gặp những cái con Amosaurus ấy, để mình farm thêm luôn. Dù sao thì sau khi chế tạo giáp thì mình cũng cần phải có thêm những cái vảy của nó, để nhỡ có bị hư thì còn làm lại hoặc là sửa. Rồi, đi tiếp, đi tiếp. Hôm nay thì cũng học hấp thụ thêm được một kỹ năng mới. Ok đấy chứ. Ngoài ra thì trong đây nó còn một số công trình mà mình chưa có tìm ra được nữa. Hôm nay mình cũng tích cực đi khám phá để tìm lắm, nhưng mà không tìm ra. Từ cái bữa mà mình khám phá tỷ cung, mình gặp được cái chỗ triệu hồi boss ấy, tới bây giờ luôn mình không gặp thêm công trình luôn. Buồn dễ sợ buồn. Phải tìm kỹ mới được. Trong đây có một số công trình ấy, nó nằm dưới lòng đất luôn nha, nên mình cần phải kiểu như là để ý vừa cả phía trên lẫn phía dưới luôn. Ê, đằng kia đồng bằng kìa. Đồng bằng là có cơ hội để mình tìm thêm công trình á. Đồng bằng dễ có công trình lắm. Ui, nhưng mà chưa gì hết là mình gặp thêm một cái bộ tập của mấy anh goblin này. Kệ, em sao qua đây thăm mấy anh cũng được. Bay qua. Ồ, cái khu vực của mình á, những anh goblin đang ngày càng ít dần ấy. Kiểu như buổi tối rất là dễ bị mấy cái con quái ở bên ngoài sát hại mấy ảnh. Không biết là mình có nên dẫn mấy anh này về không nữa, để tăng cường cái số lượng goblin trong khu vực mình á. Chứ ít quá kiểu thưa thớt cũng buồn. Và trong tương lai thì những anh goblin này sẽ rất là cần, kiểu như là cần đối với mình á. Bảo vệ khu vực mình là chính à. Ừ, và trên vùng đồng bằng đó mình thử mình nhìn kỹ một vòng nữa, coi coi mình có bỏ sót công trình nào không. Nhất là cái cây á nha, ở trong đây nó có một cái cây to to, nhìn một phát là thấy khác biệt so với những cái cây còn lại liền. Mình cần tìm cây đó để mình có được một cái cánh cổng dẫn tới một thế giới mới á. Để coi coi hôm nay mình có đủ may mắn để mình gặp được cái cây mà mình được vừa nhắc tới hay không nha. Mình nghĩ nếu có duyên thì chắc chắn mình sẽ gặp được thôi. Còn không có duyên thì đủ hiểu rồi ha. A few moments later. Ê, hình như cái cây này... Ồ, phải cái này không ta? Tại vì cái cây chỗ đó nó có cái đèn lồng kìa. Nhưng mà hình như không phải cây này. Cây này là một cái cây khác nữa. Bay qua, bay qua. Oh no. Bay qua. Rồi. Đi coi coi đằng kia. Hình như cái cây đó không phải rồi. Thôi kệ, dù sao cũng là một cái cây đặc biệt, đáng để mình lại tìm hiểu ha. Tại vì nó có cái đèn lồng nè. Lúc đầu mình cứ tưởng cái cây bình thường thôi, nhưng mà nó có cái đèn lồng nên mình hơi nghi. Và mình biết rồi. Đây chính là nơi sống của cái tộc người thằng lằn Lizardmen nè. Ui, cầm cái đinh ba xịn thế. Dài một khúc luôn. Dài này mình khoái lắm nè. Được, được đó nha. Đinh ba hơi bị dài đấy. Có đường xuống nhìn rất là đàng hoàng luôn. Mình sẽ ăn một miếng trước rồi đã. Rồi, đi xuống dưới thôi. Ồ, ủa mà anh có vàng. Quá trời, những cái anh Lizardmen luôn. Nè, người thằng lằn mà sao có nhiều nhiều mấy cái mảnh lăng trụ biển như ta. Hình như mấy ảnh đi ăn, đi săn cá hay sao ấy. Ui, trong đây có quá trời anh luôn nè. Mình không biết là mình có nên mượn vàng của mấy anh để dành làm táo vàng không ta. Mình đang kiểu thiếu vàng ấy. Ồ, chỗ ở mấy ảnh là ẩn cư. Ê, mấy ảnh có đinh ba nha. Bây giờ gì nè. Dù sao thì tình nghĩa anh em mình nó sẽ đi lên nếu như mình có vũ khí đi chiến đấu cùng nhau, đúng không? Mình lấy cái này chắc cũng không có quá đáng đâu, đúng không nhờ? Để gì mình tham gia vô bộ tập Lizardmen là được. Hợp lý phết đấy. Thế ông im mẹ à mồm đi. Được, mình sẽ giữ tạm cái này giùm mấy ảnh ha. Chứ để dưới nước lâu ngày đinh ba nó hư đó. Mình thấy đinh ba này để không bảo quản kỹ là hư á. Không đùa đâu. Thôi mình giữ tạm đi. Thiệt luôn, hôm nay lại làm chuyện được một chuyện tốt rồi. Còn vàng á, đừng có để đây, không nên. Vàng với sắt á, để trong dạ dày của mình nè. Ủa, trong bao tử của mình nè. Đó, như vậy nó an toàn hơn rất là nhiều, thấy không? Không có sợ bị mất nữa, chứ để ngoài này dễ bị mất trộm lắm. Và những cái anh này á, thì mình hoàn toàn có thể đặt tên để kiểu như là trở thành đồng minh của mình á. Mình có bao nhiêu ma lực đây? Mình chỉ còn 7.003 ma lực thôi.
Nhưng mình chắc mình sẽ đặt tên cũng không được nhiều lắm đâu. Mình sẽ đặt tên là... Chắc đặt theo cái tên khai sinh của ảnh luôn đi. Lisa Man. Lisa Man. Lisa Man nè. Đúng không ta? Mình viết đúng không vậy? À, thiếu thiếu chữ D. Xem nữa này là sai tên của mấy ảnh rồi. Lisa Man nha. Đó, chuẩn, chuẩn rồi đó. Rồi, mình sẽ đặt tên lần lượt là... Anh nào trước ta? Anh nào cầm đinh ba rồi. Mình thích cái anh cầm đinh ba hơn. Đây, đây, đây. Anh này cầm đinh ba nè. Chọn cái tên trước. Úi. Đặt lại, đặt lại, đặt lại. Đó, 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 đó. Mình đặt tên cho anh cầm đinh ba này xong rồi nè. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị nha. Chuẩn bị nè. Để coi anh ấy sẽ tiến hóa như nào. Ảnh một cánh luôn. Coi kìa. Ngầu thiệt. Trời ơi, ước gì mình có cánh giống ảnh vậy. Hơi bị ngầu luôn. Rồi, một anh cầm đinh ba rồi. Tới một anh cầm cây cây sà bia nha. Anh này cầm cây sà bia nè. Đặt tên luôn. Để coi anh cầm cây sà bia tiến hóa có khác gì cái anh cầm đinh ba hay không nha. Giờ trước mắt là mình cho mấy ảnh tiến hóa trước đi. Rồi. Vẫn một cánh nữa. Được ấy. Và lượng máu của mấy anh này thì chưa có đầy. Rồi mình sẽ cho mấy ảnh hồi máu lại. Hồi máu đi. Hồi máu đi. Hơi tốn ma lực của mình đó. Nhưng mà vì tình nghĩa anh em nên mình sẽ hồi phục cho mấy ảnh luôn. Đấy. Hết ma lực rồi. Anh này chỉ có nhịn. Nhịn đi nha. Bây giờ thì mình chỉ đưa được hai anh thôi. Hai anh đi về cùng với mình à. Tại vì mình cũng không còn đủ ma lực để mình đặt tên cho tất cả các anh ở đây á. Mình sẽ mượn tạm hai anh đi. Rồi trong tương lai mình sẽ trở lại đây để mượn thêm vài anh nữa để đi về sống chung với mình ha. Cho đông vui các thứ. Rồi giờ thì tiếp tục hành trình của mình thôi nè. Tự nhiên hôm nay tuyển thêm được hai người đồng minh mới về cái đội của mình rồi. Quá là vui luôn. Ngoài ra còn được cây đinh ba free nữa chứ. Một công đôi chuyện ghê ha. Thôi chắc mình sẽ đi tiếp thôi. Không biết trên ngọn núi này ban đêm có xuất hiện lại cái con dơi để cho mình farm hay không nữa. Hồi nãy mình gặp con dơi mà mình không có gắn kỹ năng hồi nãy mình không gắn kỹ năng Predator nên mình không có hấp thụ được từ nó. Theo như mình biết thì hình như con dơi nó cũng cho phép mình hấp thụ được một vài kỹ năng đấy. Mình sẽ thử lại ha. Và quan trọng hơn là mình cần phải kích hoạt Berserker lên. À trước tiên là áo giáp trước đã. Chưa có giáp nè. Cho miếng giáp trước đi. Ê ê, làm gì bro. Mấy anh quýnh đi, quýnh đi. Đó, cầm đinh ba xiên vô cái mông con zombie liền. Láo nháo hả? Rồi con dơi. Mình sẽ lại gần để thủ tiêu nó. Ui kìa, nó tấn công mình kìa. Láo tét chưa? Ừ đáp xuống đi, thử đáp xuống đi mấy anh này không xiên. Không xiên ngươi là không ăn tiền. Ao 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 ao. Con này khủng khiếp. Này hả nhện. Rồi, và đúng như mình biết luôn là cái con dơi nó sẽ cho mình hấp thụ được hai kỹ năng. Thứ nhất là Vampire Rims. Thứ hai là kỹ năng Ultrasonic Wave. Sóng siêu âm hả? Ồ, nghe tên xịn vậy. Mình sẽ coi coi kỹ năng đó nằm ở khúc nào. Đây, 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 nằm chung một chỗ luôn nè. Mình sẽ test lần lượt là sóng siêu âm trước đi. Ồ, sóng siêu âm hình như mình có thể tấn công được á. Ui, 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 từ từ, từ từ, từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Chưa có ấn mà, ấn nhầm mà. Đó, mình đẩy lùi được cơ. Là Gipper là gần. Đẩy lùi á. Ui, ui. Ủa? Ủa, có đó sai sai ta. Tấn công lại coi. Đó, mình nghe tiếng dơi phát là nó sẽ tấn công được cái con zombie này nè. Mà nó mất được có 3 máu à. Tấn công đi, tấn công đi. Những anh, người thằng lăng. Đúng rồi, xiên nó, xiên nó. Kìa, 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 kìa. Con dơi bị con nhện ăn thịt rồi. Kỹ năng đó mình thấy không mạnh lắm. Giờ tới kỹ năng Vampire coi. Kỹ năng Vampire mình kích hoạt thì mình Ủa rồi cái Poison Resistance này đâu ra ta? Cái kháng độc của mình không biết ở đâu chui ra luôn á. Mình cũng không nhớ là mình học được khả năng kháng độc này từ khi nào luôn. Hấp thụ nhiều kỹ năng quá, giờ không biết hấp thụ từ nguồn nào luôn á. Sợ mình thiệt. Thôi mình sẽ trả lại kỹ năng bắn tờ nhện để mình đi khám phá thôi.
Bởi vì học nhiều quá là vậy đó. Không biết hấp thụ từ con nào luôn á, từ khi nào luôn. Kìa kìa con kia đó đó đó. Mình nó không muốn cà kìa rồi, nó bắn mình chi để cho mấy anh này ảnh thấy. Rồi mấy ảnh bắt buộc phải xiên nó. Không chỉ nó cho nó sống được. Nó gọi tới con zombie nữa nè. Đó, khổ chưa? Đừng đụng vô mình là được sống rồi. Bởi vì đi khám phá mà có hai đệ tử đi theo, thứ gì chịu nổi. Thôi đi tiếp thôi, ngồi đó gáy hoài. Chưa có gặp được cái cây mà mình muốn tìm kiếm nè. Cái cây đó mà mình muốn tìm kiếm nó to hơn cây hồi nãy nha. To nữa, cây khổng lồ luôn. Ủa đằng kia có con nhện kìa. Con nhện đó cái mình lại muốn trả thù mới được. Lần trước mình gặp nguyên cái tổ nhện 4 năm còn dí là nó quýnh mình. Hôm nay một mình xử nó. Một mình xử nó. Ui bị cái anh người thằng lặng cái ép hàng rồi. Thiệt luôn. Ca ép hàng mình chi. Con nhện này. Con zombie này. Đừng có cái ép hàng nữa. Coi chừng Reaper nổ chết bây giờ nè. Né né ra coi. Rồi xong phin. Mệt mấy anh người thằng lặng này ghê á. Lâu lâu mới có cơ hội thể hiện mà cũng ca ép hàng của mình nữa. Đồng đội kiểu này chết luôn rồi, đồng đội mà KS không à. Cái nào mình cho thủ tiêu thì thủ tiêu, không cho mà cũng thủ tiêu luôn. Buồn thiệt. À đây rồi, cơ hội mình tỏa sáng lại rồi. Trả thù thôi. Lúc trước mình đánh con đó lâu lắm mới chết á. Mà bây giờ thì nhờ luyện Berserker mà chỉ cần hai nhát thôi là mình đã thủ tiêu được rồi. Quá dữ luôn. Trở lại ngọn núi nào. Rồi ví dụ mà mình hấp thụ năng lực từ con dơi đó, mình có biết bay giống như nó không ta? Con dơi biết bay mà mình không có biết bay rồi. Buồn ghê á. Phải chi mà mình biết bay thì hay á. Không cho mình bay rồi. Ví dụ mà mình biết bay thì bị bá đạo quá. Thằng này còn con Evil nè. Con Evil này lúc trước nó xuất hiện ở sa mạc mà. Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở vùng núi này luôn hả? À, vậy là ngươi đã tìm tới cái chết rồi. Một chặt. Hai chặt. Công nhận cái kháng độc á, nó lợi ghê luôn. Những cái con mà tấn công bằng độc á, nó gặp mình là nó vô dụng hoàn toàn luôn á. Thế nên là bây giờ mình không còn sợ nhện độc nè. Rồi những cái con rắn hay là những cái con mà có khả năng gây độc tố cao ấy. Khá là an toàn luôn. Enderman đừng cà khịa nha. Bữa nay không phải mình tôi đâu. Xử nó mấy anh. Ui. Ui trời ơi, Reaper nó nổ mấy anh người thằng lằn. Nó không cần ra tay thì Enderman cũng đã đi rồi. Hồi nãy giờ vừa khám phá vừa bóc phét nãy giờ đó. Mà chưa gặp được cái công trình hay cái cây nào mà mình cần tìm á. Sao mình hôm nay mình nhỏ dữ người ta. Thiệt luôn á. Không được rồi. Phải tìm cách để tăng nhân phẩm lên thôi. Chưa đi khám phá kiểu này biết chừng nào thì mới trở nên mạnh hơn được. Để tăng cái tính thử thách hơn thì chắc trong ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đánh boss Guider cho nó căng ha. Mình sẽ lấy tạm 3 cái đầu xương đen nè. Các linh hồn một chút nữa. Rồi, chiến thôi. Hôm nay thì chiến thôi nè. Mình sẽ không để hai cái anh người thằng lằn đi theo mình. Để hạn chế thương vong tối đa ha. Có thương vong thì một mình thôi. Kéo theo hai anh đó thì buồn lắm. Ui, quên. Chưa. Mình sẽ sử dụng cái bộ giáp mà trận chiến hôm qua. Nói chung là khá là may mắn để giúp mình giành được chiến thắng nè. Là bộ giáp làm bằng da cứng nè. Mặc vô thôi nào. Đó, quân giáo chơi tự tin ha. Còn 7 trái táo vàng nữa. Và chắc mình sẽ đánh cái con boss Wither này đâu cho căng ta. Mình gắn kỹ năng bắn từ nhện bay lên trên núi coi. Chắc mình sẽ đánh tầm ở phía sau ngọn núi này á. Mình dự tính là như vậy. Không biết là có ổn hay không nữa. Mình sợ đánh căng quá rồi nó bay lại gần cái chỗ mình ở rồi nó phá hủy. Thiệt mệt lắm. Đây, đánh ngay dưới này nè. Có ngay cái trũng nè. Hợp lý luôn. Và trước khi đánh nhau thì mình sẽ để sẵn kỹ năng hơi thở tê liệt. Cũng như là kỹ năng... kỹ năng hơi thở độc mình chưa test nữa nè.
quên nữa ta. Không được, không được. Mình sẽ cần gắn vô kỹ năng Berserker nữa. Hơi thở độc thì từ từ test sau. Mình còn nhiều thời gian để test mà. Còn trận chiến này thì chỉ được thắng không được thua. Cố lên nào. Triệu hồi con Boss Feeder ra. 1 2 3 Đòi Wither. Chính xác là vậy. Và mình chưa kích hoạt Berserker đúng không? Mình sẽ kích hoạt kỹ năng Berserker lên trong ngày hôm nay luôn. Kích hoạt lên. Xong. Đánh nhau. Ui, đánh nhau chứ ta này. Rồi nó sát hại cái con lạc đà rồi. Một chặt, hai chặt. Con bé không xì nhê lắm. Ba chặt, bốn chặt. Hơi thở tê liệt, năm chặt. Mình tê liệt nó rồi đó. Sáu chặt nè. Bảy chặt. Tám. Chín. Mười. Mười một. Một chặt thứ 12. Yes. Và mất khoảng 12 phát chém thì mới có thể kết thúc được cái con Boss Wither đó. Thương vong thì là một vài em lạc đà xấu số đã bị nó bắn cái cục kia ngẫm củ tỏi rồi. Hơi đáng tiếc, hơi đáng tiếc. Tại vì mình muốn đánh nhanh rút gọn nên mình triệu hồi ngay đây thôi. Chứ mình mà triệu hồi ở dưới hang là không có thương vong luôn á. Hơi ổn ha, phải chi mình bảo vệ được hai em lạc đà nữa là đẹp luôn rồi. Và với sức mạnh từ kỹ năng Berserker sau khi luyện cỡ bao nhiêu linh hồn ta? Mình hiện tại là 3.900. Chắc cái kỹ năng Berserker này cũng được tầm 3.800 á, cỡ cỡ đấy. Linh hồn thế nên nó cũng cho mình tương đối mạnh ha. Trong tương lai mình còn luyện nó lên cao nữa để tăng tiến sức mạnh hơn. Và quan trọng nhất là khi nào đủ số lượng thì mình sẽ tiến hành cái nghi thức để trở thành ma vương nha. Cần rất rất là nhiều linh hồn đấy, chứ không có phải là vài ngàn đâu. Nhiều hơn số đó nữa cơ. Rồi, và mình sẽ tận dụng mấy em cừu này để mình test luôn cái hơi thở độc. Chứ để nguyên ngày mình không test được thì bức rứt lắm. Rồi, test thử hơi thở độc nha. Ôi, độc này mạnh lắm. Xin lỗi nha. Mình không nghĩ là cái độc này nó mạnh đến như vậy đâu. Quá trời nguy hiểm luôn. Và phía trên đồi đang có những cái con cướp dân làng kìa. Mình sẽ lên trên đó. Mình sẽ cho nó hít cái hơi thở độc. Đồng thời thì mình sẽ lấy luôn cái hiệu ứng điềm xấu ha. Có chưa? Đó, có hiệu ứng điềm xấu rồi. Còn con này tròn hít hơi thở độc nè. Để coi đủ sức để tiêu diệt con cướp dân làng hay không nha. Hôm bữa mình hít một phát là mình đi luôn mà. Để coi coi, mình sẽ coi. Chết luôn. Wow, cái kỹ năng hơi thở độc từ cái con mãng xà kia cực kỳ mạnh nha. Mình tấn công một phát con cướp dân làng 24 máu, có thể chúng độc, mất máu và tiệt mạng luôn. Nguy hiểm thiệt sự, đây là một kỹ năng mình thấy khá là mạnh, đúng kiểu tiêu diệt cái địch một cách từ từ á. Hơi bị đáng sợ luôn á. Và trong ngày hôm nay thì mình thấy là mình khá là may mắn trong việc có được thêm hai cái anh bạn người thằng lằn nè để mang về gần nhà mình. Trong tương lai thì đội quân này sẽ được tăng tiến nhiều hơn á. Đồng thời mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái công trình trong thời gian sắp tới và tăng tiến sức mạnh từ kỹ năng Berserker nữa. Mong rằng mình sẽ sớm thực hiện á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp cùng Gia Thi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.